chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một lon đơm mới, một hàng mới nhập về từ Mỹ. Đây là hàng chính hãng của Mỹ, thương hiệu là World, mã sản phẩm là 8500. Khi mà bạn mua một chiếc máy như thế này về thì bạn sẽ nhìn thấy trên ma thân máy thì tất cả các dòng chữ trên máy đều là tiếng Anh. Đây là cái mà bạn mắt thường có thể nhìn thấy được là toàn bộ là bằng tiếng Anh. Tại vì máy được nhập khẩu từ Mỹ và thương hiệu này là được đưa Sài Gòn nhập về. Nè, bạn nhìn trên đây thì có dòng chữ là USA. Sau đây thì mình sẽ khui hộp tông đơ để các bạn xem được là bên trong thì có những cái gì để các bạn tham khảo sản phẩm. Tháo ra rất là dễ dàng đúng không ạ? Chỉ cắn nhẹ như vậy là đã ra rồi ạ. Đây là bên trong của hộp sản phẩm. Có một điều lưu ý ở trong hộp sản phẩm này thì có một cục để đổi đầu sạc từ 110V chuyển sang 220V. Tại vì đây là thương hiệu của Mỹ nên nước ngoài thì người ta không sử dụng cục sử dụng nguồn điện giống như ở nước mình là 220V, có thể là dòng điện 110V. Như vậy mà khi mà thiết kế dòng sản phẩm này thì người ta rất là ưu ái ở Việt Nam, đó là có sản xuất thêm một cục đổi nguồn điện để mà các bạn sử dụng thì có thể là không bị hư máy. Nhưng mà nếu mà sử dụng thì bạn nhớ là cắm. Khi mà bạn tháo máy ra và muốn sử dụng thì bạn phải dùng dây sạc này cắm vào đây. Sau đó dùng cục sạc đã, dùng cục đổi đuôi này đã được cắm đi vào thì mới sử dụng được. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng hư máy. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Trong quá trình mà bạn sử dụng có thể là cục đổi đuôi các bạn sử dụng không phải đối với riêng dòng sản phẩm này, mà có một loại sản phẩm thương hiệu của Mỹ thì cũng sẽ xảy ra tình trạng tương tự là không có nguồn điện 120V giống như là ở Việt Nam. Thì đối với đặc biệt là đối với hàng sách tay thì sẽ không có, nhưng bạn có thể là mua một cục đổi nguồn như thế này tại đi Sài Gòn có bán. Thì cục này cũng tương tự hơn, nhìn rất là giống nhau. Tuy nhiên là nếu như cục này mà các bạn mua cho sản phẩm khác mà bị hư hỏng gì đó, bạn có thể đặt mua tại đi Sài Gòn thì giá bán của cục này là 180.000 đồng một cục. Bạn có thể tham khảo thêm nếu như mà bạn đang còn sản phẩm mà bạn không biết mua đâu, có thể đến đi Sài Gòn để mua một sản phẩm rất là tiện lợi như thế này. Sau khi đã cắm xong thì mình sẽ dùng này cắm vào ổ điện thử sản phẩm cho các bạn xem. Sau khi mình cắm xong rồi thì mình sẽ tháo nắp màu đỏ ra, sẽ được như thế này. Bạn nhìn nhé, đây là lưỡi tông đơ. Lưỡi tông đơ thì nhìn rất là bén đúng không ạ? Thiết kế rất là sang trọng. Đây là nhãn hiệu tên của máy. Các bạn có thể nhìn thấy rõ không? Đây là nút bọc tắt của máy. Đây là điều chỉnh góc độ cho phù hợp khi mà bạn sử dụng. Mình đã giới thiệu xong một sản phẩm mới của Tonder World cho các bạn.